Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam hồi cuối tháng 3 gửi tới Liên Hợp Quốc công hàm bác bỏ yêu cầu yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông, tạo sự phấn chấn trong công chúng Việt Nam những ngày gần đây, theo giới quan sát nhận định. Đồng thời, trong các diễn đàn mạng, dư luận và một số chuyên gia đưa ra phỏng đoán rằng động thái mới cho thấy những nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam khuynh hướng kiện Trung Quốc về ranh giới trên biển, đang thắng thế, còn phe phái bị xem là thần tàu đang yếu thế. Tuy nhiên, hai chuyên gia am hiểu về Việt Nam và Biển Đông nói rằng họ không đồng ý về phỏng đoán kể trên. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có những người có quan điểm muốn cứng rắn hơn với Trung Cộng, nhưng cũng có những người muốn mềm mỏng hơn, ứng xử khéo léo hơn với Trung Cộng. Tôi nghĩ điều đó không nhất thiết dẫn đến việc chúng ta phải gắn nhãn họ là thân Trung Quốc hay chống Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEA đặt tại Singapore nói với phóng viên. Theo nhà nghiên cứu này, liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, hầu như tất cả các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đều có quan điểm thận trọng và muốn bảo vệ lợi ích của Việt Nam trước sự lấn tới của Trung Quốc. Nhưng các quan chức của Việt Nam chưa thống nhất được biện pháp ứng xử với Trung Cộng. Tiến sĩ Hiệp nói thêm, có người muốn khéo léo hơn với Trung Cộng để làm sao Việt Nam vừa bảo vệ được lợi ích của mình trên Biển Đông, vừa không tổn hại đến lợi ích chính trị và kinh tế trong quan hệ với Trung Cộng. Vì vậy, tôi nghĩ điều này gây ra cảm nhận không hoàn toàn chính xác từ bên ngoài là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có những nhóm thân Trung Quốc hay chống Trung Quốc. Điều này không hoàn toàn chính xác. Đa phần trong nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều đồng thuận là phải chống lại áp lực của Trung Cộng ở Biển Đông. Nhưng điểm khác biệt giữa họ là làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ quan điểm của ông. Ông nói, cấu trúc chính trị của Việt Nam là một việc phải có sự đồng thuận tập thể. Tuy cũng có những nhóm có vẻ thân Trung Quốc hơn hay có vẻ hướng về phía Mỹ hơn. Có vẻ thế thôi, chứ còn phân thành các nhóm rõ rệt ở Việt Nam thì chắc chắn là khó, không có đâu. Việt Nam thống nhất từ trên xuống dưới và không phải mới đây và bây giờ, và đường hướng ngoại giao đã có từ trước. Mặc dù vậy, theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, đang có chuyển động đáng chú ý trong tầng lớp có quyền ra quyết sách ở Việt Nam. Ông nói, qua một loạt những sự kiện đang có những tín hiệu cho thấy ngay cả lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự chuyển hướng tư duy, tức là hướng từ Trung Quốc trước đây sang dần dần hướng sang Mỹ và đồng minh. Đưa ra dẫn chứng về quan điểm này, ông Việt đề cập đến sự kiện tàu hải cảnh của Trung Cộng đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4 ở gần quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp, và ngày hôm sau, 3 tháng 4, Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng toàn văn tuyên bố phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Để so sánh, nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt nhắc lại rằng hồi hè thu năm 2019, khi Trung Cộng đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào hoạt động trong hơn 3 tháng ở Bãi Tư Chính, gây ra căng thẳng vô cùng lớn giữa Việt Nam và Trung Cộng. Báo Nhân dân không đăng một dòng nào về vấn đề đó. Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng vụ đâm chìm tàu hôm 2 tháng 4 không hề ngẫu nhiên, mà có liên quan đến việc Việt Nam gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 3, trong đó bác bỏ các yếu tố lịch sử để xác lập yêu sách về chủ quyền biển của Trung Cộng. Ngày 30 tháng 3, phía Việt Nam nộp công hàm có thể là Trung Quốc phản ứng lại về hai điều. Một là thái độ của Việt Nam đối với Hoa Kỳ gần đây, và thứ hai là đối với công hàm ngày 30 tháng 3 thì Trung Cộng phản ứng bằng cách cho đâm chìm tàu cá, thạc sĩ Hoàng Việt nói. Theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, quan điểm mới nhất của Việt Nam phù hợp với phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 về tranh chấp biển giữa Philippines và Trung Cộng. Mặc dù trong công hàm mới đây, Việt Nam không trực tiếp nhắc đến phán quyết, ông cho rằng những lập trường rõ ràng hơn, cụ thể hơn của Việt Nam về các vấn đề tranh chấp biển giúp xác lập cơ sở vững chắc hơn để Việt Nam có thể sử dụng các công cụ pháp lý trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay chưa xuất hiện tình thế căng thẳng đến mức Việt Nam phải khởi kiện Trung Cộng. Vẫn theo lời của ông Việt,
Khi nào Việt Nam sẽ sử dụng các công cụ pháp lý là một câu hỏi mở và sẽ là quyết định chính trị. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ISEA đưa ra nhận định. Có nhiều yếu tố có thể tác động đến Việt Nam sẽ chọn thời điểm nào để kiện, trong đó quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Cộng là yếu tố quyết định, tiến sĩ Hiệp nói. Như tin đã đưa trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 3, Việt Nam phản đối các yêu sách về biển nêu trong một công hàm của Trung Quốc cũng gửi đến Liên Hợp Quốc trước đó. Những yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Công hàm của Việt Nam có đoạn viết: với các diễn biến tiếp tục phức tạp ở Biển Đông năm 2020, liệu Tòa trọng tài quốc tế và luật biển có phải là lựa chọn gần hơn của Việt Nam? Qua công hàm, Việt Nam khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Cộng. Đồng thời, Việt Nam đưa ra quan điểm về các thực thể ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rằng vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 121 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi phải là đối tượng thụ đắc lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Chính phủ Việt Nam hiện nay về mặt phát ngôn chính thức hầu như không nói về việc sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết các tranh chấp liên quan với Trung Cộng. Tuy nhiên, ở góc độ học luật, học thuật, không ít hội thảo tổ chức ở Việt Nam đã từng đề cập trước mắt Việt Nam cần nghiên cứu các thủ tục pháp lý để khởi kiện ra Tòa trọng tài quốc tế về luật biển được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước 1982. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nêu vấn đề Việt Nam được gì nếu khởi kiện Trung Cộng. Điều trước tiên là được lòng dân. Lòng dân rất bức xúc vì họ phải là chính khách, họ không hiểu hết thế tiến thoái lưỡng nan của nhà lãnh đạo. Thậm chí nếu cứ để dân oán thán mãi thì lãnh đạo sẽ mất tính chính danh. Động thái này có thể phần nào làm an dân. Một hiệu ứng khác của vụ kiện là nhân dân sẽ tin tưởng hơn ở chính quyền. Dân hiểu rằng chính quyền sẽ dám có những hành động tương thích trong khi Trung Cộng vượt quá giới hạn. Không chỉ dân mình mà còn được lòng cả bạn bè. Bạn bè đây theo nghĩa rộng, nghĩa chiến lược chứ không phải bạn như thời hai phe, bốn mâu thuẫn. Thế giới sẽ thấy đường lối của Việt Nam là rõ ràng và minh bạch khác với những chính sách phản Chúa trong cộng đồng ASEAN. Khởi kiện Việt Nam sẽ có cơ hội làm sáng tỏ chính nghĩa. Có chính nghĩa thì mới có cơ hội để vận động dư luận quốc tế tiếp tục ủng hộ, đưa việc ra trước một cơ quan tài phán quốc tế, đấu tranh để đạt được một giải pháp hòa bình phù hợp với xu thế thời đại. Dù có gặp rắc rối trong quan hệ Trung Quốc thì vẫn tốt hơn nhiều là phải chấp nhận một cuộc xung đột vũ trang. Khi chọn một vị thế rõ ràng hơn với Trung Cộng, Việt Nam sẽ có được sự hậu thuẫn lớn hơn của thế giới văn minh. Việt Nam có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng về kinh tế, chính trị của Trung Cộng, điều mà việc đeo bám, đàm phán hay sự đứt gãy của chiến tranh không thể mang lại được. Còn Trung Quốc mất gì? Trung Quốc chắc chắn sẽ mất nhiều hơn Việt Nam. Một trong những mất trước mắt là Trung Quốc vốn không có bạn bè trên thế giới. Nay với một vụ kiện về Biển Đông thì chắc chắn các nước ASEAN trừ những chính khách đã ngậm miệng ăn tiền của Trung Cộng. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nêu lý giải. Nhưng mất mát lớn nhất của Trung Cộng là sẽ để ảnh hưởng trực tiếp đến sáng kiến vành đai con đường BRI. Nước nào sẽ tin Trung Cộng sau khi châu Phi, Italia đã sập tiệm vì tham gia BRI? Trung Cộng phải biết rằng khuất phục một người bằng sức mạnh đã khó, khuất phục một dân tộc bằng sức mạnh là điều không thể. Vì vậy, chính vì đại cục của Trung Cộng trước sau cũng phải chấp nhận đi vào giải pháp, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói. Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao nói còn về phía Trung Cộng nếu như kiện thì chúng ta thấy qua tiền lệ của Philippines kiện Trung Quốc. Sau khi phán quyết ra thì Trung Quốc rất lo ngại. Tiến sĩ Trần Công Trục cũng đồng tình là Trung Quốc rất bất lợi, ông nói.
Với Trung Quốc, tất nhiên khi vụ kiện đưa ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc thì phía Trung Quốc sẽ bị lên án. Quốc tế sẽ thấy rõ sự vô lý của Trung Quốc, đặc biệt việc bất chấp pháp luật của quốc tế. Điều đó về mặt chính trị, ngoại giao và pháp lý Trung Quốc rất bất lợi. Nhưng có một điều là có thể không thi hành được vì bản án có đưa ra cơ chế thi hành án lại không có, mà Trung Quốc còn có thể lợi dụng vị thế họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nữa. Vụ việc Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Biển Đông là hành động đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra để có thể định quyết định dũng cảm này. Đều cần sự thống nhất của lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng động thái này chưa đủ khi mà Trung Cộng từ lâu đã tuyên bố chủ quyền của họ bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông thông qua yêu sách đường 9 đoạn mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò. Trước sự tàn phá của đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà Trung Quốc đang gây ra nỗi kinh hoàng cho thế giới với trên 100.000 người chết và 1 triệu 500 người đang nhiễm bệnh, thì việc chung tay với Mỹ và các nước dân chủ tự do để loại trừ sự nguy hiểm từ phương Bắc là một sự cần thiết. Việt Nam không nên chần chừ và hãy gửi đơn kiện Trung Quốc như Philippines đã từng làm và đã thành công. Cần phải kiện Trung Quốc trước Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc. Tham vọng thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc không phải mới đây mà đã thể hiện từ năm 1958 khi mà chính phủ nước này công bố bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 đơn phương quyết định về hải phận 12 hải lý. Bản tuyên bố nói rõ hải phận 12 hải lý được tính từ đất liền của Trung Quốc và các đảo ngoài khơi, bao gồm quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Tây Sa, Nam Sa là cách gọi của Bắc Kinh để gọi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Năm 1958, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được đánh giá là một thuộc quốc của Bắc Kinh từ triết lý chính trị đến đường lối ngoại giao, xây dựng kinh tế, vì thế mà hành động ngụy xưng chủ quyền của Trung Quốc lúc đó nhanh chóng được chính phủ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lên tiếng tán thành và tôn trọng bằng một công hàm ngoại giao ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 mà người đời sau chua chát gọi là công hàm bán nước. Năm 1958 cũng là thời điểm mà các lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt đang tích cực vận động sự ủng hộ của viện trợ lớn lao của Trung Quốc cho kế hoạch xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực. Nhưng chính phủ và Phạm Văn Đồng không thể không biết khi tán thành hải phận 12 hải lý của Trung Cộng, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, là đồng thời tán thành vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quần đảo này, mà qua đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực Biển Đông. Kể từ đó cho đến nay đã 62 năm, 1958 đến năm 2020, dài Biển Đông đã trải qua nhiều biến cố đẫm máu, can trường trong chiến bại của Việt Nam để chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Như Hải Chiến, Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988 và hàng trăm vụ tàu cá bị cướp bóc đánh chìm, ngư dân Việt Nam bị bắn giết. Thế nhưng, với biết bao xương máu đổ ra của con dân nước Việt chỉ được Hà Nội đánh đổi bằng sự im lặng trước thiên triều. Càng ngày tham vọng bành trướng lãnh thổ chiếm đoạt nguồn thiên sản dưới đáy biển của Trung Quốc càng bộc lộ. Biển Đông cũng là hải lộ huyết mạch của nước tàu tiến ra thế giới, đồng thời là con đường dễ dàng bị bóp nghẹt bởi một lực lượng hải quân liên minh Tây Phương. Vì thế, thâu tóm Biển Đông chính là nắm được con đường sống còn của Trung Cộng, đang cần có một thứ của thế giới mà thời đại của Tập Cận Bình phải thực hiện cho bằng được. Năm 2014, Bắc Kinh ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực thềm lục địa của biển Việt Nam, bị Việt Nam phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, sự nhún nhường vì đại cục của Hà Nội đưa đến sự kiện bãi từ chính thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng 6 năm 2019. Trung Quốc lại đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 và nhiều tàu cảnh sát biển ra quấy phá nhiều tháng liền ở vùng biển mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền. Mới nhất, vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu hải cảnh của Trung Cộng đã cố tình đâm chìm một tàu cá của Việt Nam trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, trong một hành động ngang ngược để khẳng định chủ quyền phi pháp của họ trên Biển Đông. 8 ngư dân bị bắt và được Trung Cộng trao trả. Hai hôm sau kèm theo với lời giải thích,
tàu Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc và bị chìm, coi đó như một tai nạn khó tránh. Trước đó vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã gửi một công hàm lên Tổ chức Liên Hợp Quốc để phản đối bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp trong công hàm CML11-2020 của Trung Quốc gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, công hàm ngày 30 tháng 3 chỉ mới được Việt Nam công bố ngày 7 tháng 4 2020, tức sau khi vụ tàu cá bị đâm chìm. Mặc dù công hàm 30 tháng 3 chỉ nhằm phản đối bác bỏ hai công hàm của Trung Quốc liên quan tới Malaysia và Philippines, nhưng việc Việt Nam công bố nó lại vào thời điểm căng thẳng đầu tháng 4 2020 trong dịp này cũng có thể đánh giá là một biến cố đặc biệt. Vì trong quá trình ngoại giao giằng dai giữa hai nước cộng sản còn sót lại trên thế giới, Việt Nam gần như lúc nào cũng chịu lép vía trước đàn anh rất đều. Lần này, thái độ của Việt Nam đối với Trung Cộng về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tỏ ra khá nhanh và cứng rắn vừa phải, nhất là có sự đồng lòng của hai quốc gia đang tranh chấp với Trung Cộng. Dư luận cũng tỏ ra ngạc nhiên vì khi so với phản ứng về vụ bãi từ chính hồi năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 9 năm 2019 chỉ đề cập một cách chung chung, không dám nêu đích danh cái tên Trung Cộng là thủ phạm gây ra ở Biển Đông. Lần này phản ứng nhanh chóng của Việt Nam có thể coi như một hành động tiến bộ hiếm có, vì đã đến lúc Hà Nội phải thấy rằng nếu cứ mãi vừa tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gắn bó với số phận dân tộc vào một đại cường đang vươn lên bằng bạo lực là điều mâu thuẫn, có thể làm tan nát đất nước, di họa đến đời sau. Các lãnh đạo Cộng sản Hà Nội cho đến ngày nay chẳng lẽ không có người thấy được trong lịch sử bàn giao giữa hai nước, Việt Nam đã phải vất vả chống đỡ với hàng chục cuộc xâm lăng từ nước Tàu, ngay trong thời kỳ gọi là vươn lên trong hòa bình để lừa bịp thế giới. Trung Cộng cũng đã chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thu hồi lại những phần đất quận huyện phía Nam mà ngày xưa họ đặt nền đô hộ. Thực tế đã thay đổi nếu như những người Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại như một trong những nhiều thành phần khác của cộng đồng dân tộc, nhân dịp này họ phải mạnh dạn đi thêm một bước nữa, đó là nộp đơn kiện Trung Cộng ra Tòa án Liên Hợp Quốc như Philippines đã từng làm hồi năm 2013. Và năm 2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực của Liên Hợp Quốc PCA đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông, ủng hộ Philippines. Nếu không kiện, tức là không quốc tế hóa các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, thì dù mỗi năm Việt Nam có đưa ra Liên Hợp Quốc thêm nhiều công hàm phản đối Trung Quốc nữa, thì cũng chỉ là giá trị ngăn chặn phần nào sự hung hăng của Trung Cộng mà thôi. Và khi đó trên thế giới, các nước vì quyền lợi thương mại sẽ dễ dàng coi Biển Đông như là một vấn đề chỉ cần giải quyết song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quyền lịch sử của Trung Quốc chỉ là một thứ quyền bịa đặt vô căn cứ của cường quyền. Thoát Trung tức thoát khỏi cái tham vọng quyền lịch sử ngàn đời của nước Tàu là nguyện vọng của đại dân chúng này. Và đây cũng là cơ hội cho nhà cầm quyền Hà Nội thực hiện bài học thoát Trung bằng công pháp quốc tế thông qua cơ quan Liên Hợp Quốc. Người Mỹ tham gia vụ kiện đòi Trung Quốc bồi thường về virus Vũ Hán. Trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 5.000 người Mỹ đã tham gia một vụ kiện tại Florida đòi chính quyền Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại do virus Vũ Hán gây ra. Các nguyên đơn cho rằng họ bị thiệt hại to lớn vì sự lơ là của Trung Cộng trong việc chế ngự virus. Những vụ kiện nhưng như vậy cũng được tiến hành tại Nevada và Texas. Vụ kiện của chúng tôi liên hệ đến những người bị thiệt hại về thể xác và bị lây nhiễm virus. Vụ kiện cũng liên quan đến những hoạt động thương mại mà Trung Quốc đã tiến hành trong những chợ buôn bán đồ tươi sống. Công ty luật Berman đệ đơn kiện ở Florida nói với phóng viên. Công ty nêu ra những trường hợp đặc biệt về hoạt động thương mại và tổn hại cá nhân, dùng đạo luật miễn chủ quyền nước ngoài FSIA làm căn bản pháp lý để kiện Trung Quốc. Giáo sư Chimene Kainer, trường luật Đại học Hastings California tại San Francisco, không đồng ý.
Nếu bạn đọc bất cứ ca nào theo luật FSIA viết rõ về tổn hại cá nhân thì việc hành xử của các giới chức trung cộng và cần phải xảy ra trên đất Mỹ để luật pháp áp dụng và không có cáo buộc về hoạt động thương mại tại đây, bà Chimene nói. Bà nói thêm bạn không thể kiện nước ngoài về những quyết định chính sách của họ. Một vụ kiện của Mỹ chống Trung Quốc để đòi bồi thường 1.200 tỷ đô la có thể được khởi động theo tổ chức nghiên cứu bảo thủ Anh mang tên Hiệp hội Haley Jackson. Trong phúc trình mới, tổ chức này nói Trung Quốc có thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra vì đã xử lý không đúng cách từ đầu để cho dịch bệnh này, đặc biệt là có ý định che giấu thông tin mà Tổ chức Y tế Thế giới xem như là vi phạm những quy định y tế quốc tế. Cơ quan nghiên cứu này thúc đẩy các nước kiện Trung Quốc đưa ra 10 tổ chức pháp lý khác nhau để kiện, trong đó có WHO, Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa trọng tài thường trực, những tòa án tại Hồng Kông và tại Mỹ. Không chỉ dùng một, nhưng phối hợp nhiều cơ quan tài chính có thể chứng tỏ là hữu hiệu, ông Andrew Forsell, giám đốc nghiên cứu tại Hiệp hội Haley Jackson và là đồng tác giả phúc trình nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên. Các nước trong đó có Mỹ dường như không muốn tiến tới và chính thức thách thức pháp lý chống lại Trung Cộng về virus Vũ Hán. Theo ông David Fittler, giáo sư thỉnh giảng tại trường luật học tại Washington ở St. Louis và cựu cố vấn pháp lý ở WHO. Dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ ở nơi nào, ông Fittler nói. Đáng chú ý là nhiều nước có quan tâm chung rằng chớ áp dụng luật quốc tế theo cách máy móc liên hệ đến bệnh truyền nhiễm bùng phát. Luật không chính thức về trách nhiệm quốc tế về những thiệt hại do một nước khác gây ra được công nhận lần đầu tiên trong vụ trọng tài Chen Smelter trong những năm 1920. Một công ty nung chảy kim loại tại British Columbia, Canada phát thải khí độc làm thiệt hại rừng và mùa màng chung quanh khu vực là xuyên qua biên giới Mỹ-Canada tại tiểu bang Washington. Một tòa án được thành lập tại Canada và Mỹ để giải quyết tranh chấp và chính phủ Canada đồng ý bồi thường. Các học giả về luật có kết luận tương tự về trách nhiệm của Trung Cộng trong việc làm lây lan virus Vũ Hán. Nếu Canada có luật môi trường tốt, công ty nung chảy kim loại sẽ không làm ô nhiễm môi trường và sẽ không gây thiệt hại tại Mỹ. Có vẻ như có liên hệ ở đây, nếu như Trung Cộng giữ được một chế độ quy định an toàn thực phẩm thích hợp thì thiệt hại sẽ không lan rộng. Ông Russell Miller, giáo sư luật tại Đại học Washington and Lee nói. Ông William Sanchez, luật sư tài chính tại Chicago, nêu rõ là tốt hơn hết Trung Quốc nên nhận trách nhiệm như Canada đã từng làm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.